buôn bán kém quá. Thế là được phép chậm lãi à? Thì bố cố ăn mấy thì cháu cho mau khỏe bố nhá. Anh không đưa em cổ dứa đi ạ? Dứa ngon lắm anh ạ. Về bảo ông ấy lội cho ngày mai, không trả hết tiền mong bán hàng đây nữa. Dừng lại đã. Thế còn đống hoa quả cho bé đi, không phải tính sao? Bố anh thì ốm, em cũng chả dám hỏi.